Ok, thì đầu tiên anh em sẽ vào một cái web như thế này. Mình sẽ để cái link web này ở dưới phần mô tả. Bạn có thể vào đó để truy cập vào web này rồi xong tải. Thì mình khuyên là các bạn nên tải Game Shark 1.0.2 hoặc là 1.0.1 nha. Mình vừa mới thử 1.0.3 và hình như nó có một chút lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ tải cái này. Các bạn nhấn vào ba chấm, Download File. Các bạn có thể thấy cái dòng chữ ở đây nó sẽ 3, 2, 1 và nó sẽ bắt đầu tải cho các bạn. Và bây giờ thì giống như là lúc tải mod vậy, các bạn cứ vào phần trăm app data phần trăm thôi, app data phần trăm chấm minecraft mod và bắt đầu tải nó về. Sau đó thì các bạn sẽ khởi động game. Ở đây thì mình đã có sẵn rồi nên mình sẽ không tải nữa đây. Rồi thì sau khi mà các bạn tải xong rồi thì vô game, nó sẽ hiện cho các bạn một cái bảng ở bên phải, vào phần option control, vào cái game shark đây, thì các bạn có thể tùy chỉnh theo ý của các bạn. Đây là cái phần mà các bạn sẽ ghi tên Pokemon các bạn muốn tìm vào và nó sẽ chỉ định cho các bạn. Còn cái này là Minimize Game Shark, tức là điều chỉnh kích thước của cái bảng Game Shark. Còn cái này, hai cái này là dùng để di chuyển. Đó thì các bạn chỉ còn biết về bốn cái này thôi. Cái ghi tên Pokemon thì các bạn nhấn vào cái nút đó, nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Rồi các bạn ghi tên con Pokemon các bạn muốn. Ví dụ bên đây mình sẽ ghi là Big Yeah Auto. Khi mà các bạn ghi đúng chính tả, nó sẽ hiện cái dấu tích, nhấn vào. Và ok, như bạn thấy cái phần bên trắng kìa, nó sẽ hiện cho cái phần custom vâng. Đó, thì nó sẽ hiện một cái vòng xung quanh. Tiếp theo là cái phần mà tùy chỉnh kích thước thì nó là như này. Đó, các bạn có thể chỉnh to nhỏ tùy ý. Rồi còn cái phần mà di chuyển thì nó là như này. Như các bạn thấy thì cái khung trắng nó đang chuyển qua chuyển lại á, thì mỗi cái khung nó sẽ là một cái khác nhau. Cái này là custom, tức là những con Pokemon các bạn muốn bắt. Cái này là Gigade Cell, tức là tế bào của Gigade. Cái này là Chat in My Card, là rương trên xe mỏ. Con này cái rương. Cái này là Pokestop. Cái này Pokeloot. Cái này là Raiden. Cái này là Ultra Wuhan. Cái này là Player. Cái này là Trainer. Cái này là West Zipper, tức là người đưa web, đưa nhiệm vụ. Special Ballet, tức là những cái con mà dạng đặc biệt, ví dụ như là dạng mà hồng á. Ultra Beast, Boss, Shiny và Legendary. Mình sẽ Poke Spam một con Legendary nào đó ra. Đây Zacian, thì nếu mà mình để vô nó sẽ hiện ra cái khung màu đỏ, thì dù mình đi đâu mình vẫn sẽ thấy nó. Còn trong trường hợp các bạn để ra Squat Shiny thì như các bạn thấy không thấy được. Và để cho các bạn xác định được là có con gì spam thì nó sẽ phát sáng. Như các bạn thấy ở góc bên phải, cái quả bóng màu đỏ Legendary nó đang phát sáng. Thì các bạn chỉ còn đưa vào đó là các bạn sẽ thấy được Legendary. Đó. Tiện thể thì nói về Legendary thì mình đã có làm một video về cách tăng tỷ lệ spam Legendary ở trong Pixelmon. Nên là hẹn anh em ở clip đó nhé. Thì đó là cách tải và cách sử dụng cái Game Shark của 1.16.5. Nếu anh em thấy video hữu ích thì có thể cho mình một like và subscribe để sau này mình có thể cho anh em biết nhiều thứ hữu ích hơn. Ok, bye bye anh em và hẹn anh em ở clip tiếp theo.